Hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bạn Trọn Đời để mình cùng đi trải nghiệm những dòng sản phẩm laptop trên thị trường. Trong video lần trước thì mình cũng có làm một cái so sánh giữa chiếc HP Envy chạy chip Intel và một chiếc Asus chạy với một cái chip AMD Ryzen. Thì chúng ta thấy là cũng có nhiều cái thông tin để khi mình quyết định mình mua một chiếc máy cho nó phù hợp. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một chiếc Asus chính hãng. Thì với dòng máy này là dòng cao cấp được nhập khẩu và phân phối bởi FPT. Còn đây là chiếc Dell Latitude 5320. Thì với chiếc máy này thì được sách tay từ bên Mỹ về, còn bảo hành đến 2024. Tuy nhiên là trong những video lần trước mình có chia sẻ với mọi người là chúng ta cũng không nên phung phí tiền để chúng ta chuyển vùng về. Bởi vì khi mà chuyển vùng thì nó sẽ tốn một mức phí tầm khoảng 150 đến 200 đô. Tuy nhiên có nhiều cái vấn đề, nhiều cái lý do. Cái cách mà những anh em kỹ thuật hay là hãng sẽ không có bảo hành như đúng chính sách của nhà cung cấp hay là nhà hãng đưa ra. Cho nên là chúng ta nên tìm những công ty, những cửa hàng có thể mình chấp nhận, mình mua hàng sách tay. Tuy nhiên là mình nên xem xét kỹ lưỡng. Và thêm một cái thông tin nữa mà chúng ta nên biết để mình đi mua máy mà để có trục trặc hay là có sự cố thì chúng ta cũng biết mà mình có những cái chế độ, những chính sách bảo hành cho nó đúng. Đối với dòng HP Lightbook và dòng Dell Latitude là hai cái dòng không có được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Nếu mà chúng ta thấy ở ngoài hay là chúng ta thấy những doanh nghiệp họ xài, đó là những công ty hay là những công ty trung gian họ order hàng từ nước ngoài về, thì những cái sản phẩm đó chắc chắn là sẽ được bảo hành tại Việt Nam. Đó là lý do mà chúng ta phải chấp nhận một cái cuộc chơi rủi ro là chúng ta mua hàng sách tay hoặc là hàng cũ nhập khẩu. Nên mình phải cân nhắc thật là kỹ, mình tìm hiểu những cửa hàng, những công ty uy tín để mình mua để không có bị lầm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành chúng ta trải nghiệm hai chiếc máy được sản xuất năm 2021 với chiếc Asus chính hãng được phân phối bởi FPT, bảo hành chính hãng 2 năm và chiếc Dell Latitude 5320 sách tay Mỹ. Thật ra chiếc máy, hai chiếc máy này đều là Gen 11 với cái công nghệ chip là Intel Core i5 thôi. Thì chúng ta sẽ xem thử hiệu năng của chiếc Dell và chiếc Asus nó như thế nào. Bởi vì xưa giờ chúng ta Dell đã ăn sâu vào tâm trí của biết bao nhiêu người rồi. Cứ mua máy là cứ nghĩ ngay đến Dell. Tuy nhiên là những năm gần đây thì chúng ta thấy là Asus và HP đã lấy được thị trường rất là nhiều. Ngoài cái hiệu năng cải thiện thì cái phần thiết kế làm cho các bạn trẻ, những bạn nữ rất là thích. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi trải nghiệm. Bây giờ mình xem phần thiết kế của chiếc Dell trước. Do cái chiếc Dell này là sách tay nên nó không có thùng nha mọi người. Thật ra chiếc máy này được bảo hành đến 2024. Nếu mà các bạn mà cần hay là cần hỗ trợ để mà chỉ cho mọi người để cái cách mà chúng ta đi xem hay là mình đi check trước những cái máy trước khi mình quyết định mình mua những chiếc máy sách tay hay là những chiếc máy chính hãng mà được bảo hành tại các trung tâm ở Việt Nam mình. Ví dụ như chúng ta thấy là với cái chiếc máy này, nó là một cái gói basic thôi, được bảo hành đến tháng 8, July nghĩa là tháng 7 năm 2024, còn rất là lâu. Nó bán ở thị trường nội địa và đặc biệt là cái country là United States. Nên là mọi người lưu ý vấn đề này, mình check cho thật là kỹ. Dell thì xưa giờ thì chúng ta thấy là thiết kế đơn giản lắm, mà chủ yếu tập trung vào cái hiệu năng, cái phần bên trong nhiều hơn là phần thiết kế. Về tương lai thì không biết là có thể như thế nào, tuy nhiên là đến thời điểm này thì Dell vẫn là sự lựa chọn ưu tiên số 1 khi đi mua chiếc laptop. Cho dù là phục vụ cho nhu cầu về gì, đồ họa, văn phòng hay là giải trí gì, đều là
chiếc đeo hết. Và chúng ta sẽ trải nghiệm chiếc Asus ZenBook. Chiếc máy này là được phân phối bởi DigiWorld hay là FPT. Chúng ta thấy là có ngày tháng tem nữa hết nè, nhập khẩu. Đây là chiếc UX325E. Ok, bây giờ mình mở ra cho mọi người trải nghiệm. Đối với các dòng Asus mà phân phối tại thị trường Việt Nam thì chúng ta được bảo hành chính hãng 2 năm tại các trung tâm Asus trên toàn quốc. Vì nhiều lý do là nó còn cái tem DigiWorld này cho nên là mình không có tháo ra được. Tại vì tháo ra sẽ rất là phiền cho những người nào mua cái chiếc máy này. Về vấn đề về bảo hành, rất là đẹp. Như các video lần trước mình có nói đó, đối với Asus, cái công nghệ có thể nói là độc quyền khi mà xài cái công nghệ bản lề Egolith. Với công nghệ này chúng ta thấy là khi mà họ gập xuống nè, khi nó gập xuống thì chúng ta thấy là nó giữ, nó làm cho chiếc máy mình kê lên. Đó là lý do mình dặn mọi người là nên kê những cái chiếc máy của mình lên, hoặc là không được để trên những cái chiếc nệm sofa hay là những cái giường ngủ của mình. Nó không thoát hơi được thì nó làm cho chiếc máy rất là nóng. Cái này là một cái điều lưu ý. Asus thì công nghệ rất là ok. Trên Touchpad đều có cái công nghệ này nè. Thấy rất là hay. Những cái dòng ZenBook, ZenBook là những cái dòng cao. Chúng ta đi ra các trung tâm điện máy hay là những cái cửa hàng, những công ty mà phân phối bán laptop, chúng ta thấy những dòng Asus VivoBook rất là nhiều. Đối với những dòng chơi game thì chúng ta có Asus ROG hay là Asus TWS. ZenBook thì rất lớn. Tuy nhiên là đó là những cái sản phẩm cao cấp. Nguyên bộ nó này từ USB ra cổng LAN nè. Thấy không? Còn đầy đủ. Đây là chuyển từ cổng Type-C qua cái mic 3.5. Sạc máy đồ theo đầy đủ nha mọi người. Đây là những cái catalog user guide kèm theo. Có giấy tờ đàng hoàng. Ok, bây giờ mình cho mọi người trải nghiệm cái hiệu năng với những cái phần mềm giả lập về đồ họa để mình xem thử hai chiếc máy nó như thế nào. Giờ mình đi test cái hiệu năng. Thì ra những cái dòng này là những cái dòng cao cấp đến từ các hãng laptop nên là bán rất là chạy. Thì khi mà để lên rồi mình sẽ cho mọi người xem cái cấu hình của từng chiếc. Đối với chiếc Dell thì chúng ta thấy là thế hệ 11 nè, Zen nè. Intel Core i5-1145G7 với 4 nhân và 8 luồng, xung nhịp chỉ 1.5GHz thôi. Thực ra xung nhịp nó là một cái con số để tham khảo, chứ nó không phải là một cái mà để mà khi mà chúng ta đi mua máy, hầu thấy nhiều người cũng hơi biết thì đi tìm mua cái xung nhịp. Thực ra khi mà những cái chiếc CPU á, họ thiết kế thì cái quan trọng nhất là cái phần tục bô boot, nghĩa là khi mà mình chạy hết công suất, hết công năng, hiệu năng á, thì nó boot lên được bao nhiêu, ví dụ như là 3.4 GHz gì đấy. Cái đó là một cái điều mình quan tâm. Mọi người cũng để ý, mọi người thấy không? Với cái đời thứ 11 thì Intel đã không còn cái Intel UHD Graphics nữa mà là Intel Xe Graphics. Chiếc máy này có cảm ứng nha mọi người, cho nên là cũng rất là tiện. Và bên đây cũng không ngoại lệ, bởi vì chạy chip Intel Gen thứ 11 nè, coi 51135G7 với 4 nhân và 8 luôn. Cái card onboard tích hợp nó cũng là Intel Xe Graphics luôn. Đó. Mọi người lưu ý cái điều này. Bây giờ mình sẽ test cái GPU đầu tiên. Khi mà chạy xong thì chúng ta xem những cái danh sách mà cái phần mềm này nó đề xuất. Bên đây là 11335G7, còn bên đây là 11445G7. Chúng ta xem như thế nào.
Nếu mà chúng ta nhìn như thế này thì rõ ràng là Asus ZenBook có phần chạy lấn lướt hơn. Hình ảnh cho ra cũng thấy là nó cũng sắc nét hơn á. Asus với cái GPU, nghĩa là cái card màn hình tích hợp onboard này là Intel Iris Xe. Chúng ta thấy là nó được đề xuất đứng đầu. Thực ra nó là chỉ là một cái con số để mình tham khảo thôi. Vị trí là bên đây thì lại đứng thứ thứ 6 lận. Cho nên là rõ ràng là chúng ta thấy là với cái bên đây thì xung nhịp nó chỉ có 1.5 thôi. Còn bên đây là 2.42. Mặc dù mình đang test là mình test cái GPU. Chúng ta thử chúng ta test lại. Trong đó chúng ta thấy là FPS bên đây tới 89.43. Bên đây chỉ có 22.31 thôi. Mình sẽ test lại. Đó là lý do là rất nhiều người trẻ có thể nói là mình dám thử với những cái công nghệ, dám thử với những cái sản phẩm mới. Thì chúng ta thấy là hiệu năng của nó thì đưa ra thì chúng ta đã thấy rồi. Đó là lý do những các bạn trẻ và những người mà xài máy tính sau này rất là ưa thích và thay đổi để chuyển qua xài Asus và HP rất là nhiều. Thử chúng ta chạy lại một lần nữa. Bởi vì chiếc máy mà chạy nhanh hay chậm nó còn nhiều yếu tố CPU, RAM và card màn hình. Card màn hình là cái phần hiển thị cái hình ảnh ra. Còn đối với RAM là cái bộ nhớ tạm để đưa lên hàng đợi. CPU là xử lý những cái lệnh ở trên hàng đợi đó. Cho nên là nhiều người không hiểu, nhiều khi nâng RAM rất là nhiều. Cho mặt là chiếc máy của mình cấu hình rất là thấp, rất là yếu. Nó rất là phí tiền. FPS có lại là chúng ta thấy là 87.11 FPS nè. Trong khi đó bên đây có 22.4 FPS thôi. Rõ ràng là với một cái cấu hình và một cái năm sản xuất thì chúng ta thấy là với cái chiếc này không bằng được cái Asus ZenBook được. Bởi vì cũng hiểu rằng là đối với dòng Dell Latitude mà series 5000 với cái mã là 5230 thì là một cái mã có thể nói là tầm trung của đối với cái phân khúc mà Dell Latitude vẫn là thứ 6. Mọi người thấy không? Bây giờ thử chúng ta test cái CPU thử. Thì với hai cái chiếc này thì nó hơn nhau cái xung nhịp, thì rõ ràng cái xung nhịp bên đây tới 2.42, trong đó bên đây có 1.5 thôi, thì chắc chắn là nó sẽ quét sẽ không có nhanh bằng. Nó còn lệ thuộc vào tùy cái phần mềm mình chạy nữa. Bởi vì khi mà các CPU nó đều có một cái chức năng gọi là turbo boost, nghĩa là mình chạy hết cái công năng hiệu năng đó thì nó lên được bao nhiêu chấm, bao nhiêu hẹt, gigahertz á. Mọi người lưu ý vấn đề này. Thật ra thì nó cũng tương đương. Mình cho nó chạy hết để mình xem thử cái CB của nó bao nhiêu. Bên này đã kết thúc rồi. Có thể nói cái hiệu năng có thể nói là giữa hai cái con CPU này có thể nói là 9-10 cũng không có chênh lệch nhau nhiều lắm.
Cái rõ ràng chúng ta thấy nè, cái CB của đây bên đây là 393 và bên đây là 358, cũng hơn nhau mấy phần trăm thôi. Đó, một cái này là một cái điều lưu ý và những cái thông tin mà chúng ta nên test và tham khảo trước khi mình quyết định mua máy. Rồi, cảm ơn mọi người. Vừa rồi thì chúng ta vừa đi trải nghiệm nhanh hai cái sản phẩm có thể nói là cao cấp đến từ hai hãng Dell và HP. Thì đối với dòng Dell Latitude thì đã quá quen thuộc với những người mà xài sành sỏi về máy tính rồi. Đặc biệt là những người mà có thể nói trung niên hơi lớn một xíu thì một cái sự lựa chọn Dell Latitude có thể nói là ưu tiên số 1, bởi vì nó rất là bền. Tuy nhiên là những năm gần đây chúng ta thấy là Asus, HP hay là Acer hay là Toshiba thì thiết kế rất là đẹp, thì dĩ nhiên là phần hiệu năng cũng cải thiện rất là nhiều. Trong tương lai chúng ta cũng sẽ không biết được như thế nào. Tuy nhiên là khi mà so sánh hai cái chiếc Dell Latitude 5320 và chiếc Asus ZenBook UX 325 thì chúng ta thấy là cái thiết kế của chiếc Asus rất là đẹp. Công nghệ hay là những cái công năng hay là những cái hiệu năng của nó cũng rất là được cho nhiều người hài lòng. Thực ra thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người rất là nhiều, tuy nhiên là thời lượng nó cũng có hạn. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn, hay là mình có thể mình ghé trực tiếp cửa hàng để mình trải nghiệm thực tế, để mà mình mua một chiếc máy cho nó phù hợp với cái nhu cầu và đặc biệt là cái ngoại hình, cái thiết kế của nó mình phải thực sự là mình ưng ý. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời để theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.